Trân trọng kính chào quý đầu tư và chị em quay lại kênh Bất Sản Việt ngày hôm nay. Hôm nay gia chủ có ký gửi em một miếng đất cũng rất là đẹp nha anh chị. Lên tổng diện tích đó là 4.300 m². Trước cái hình mình đó anh chị, là cái này là đường huyện 33 nè anh chị. Mình di chuyển thẳng đường này á là di chuyển về chợ Đầm Dứa, theo quốc lộ A là di chuyển thẳng một đoạn này là 2 km là tới ha. Kè đó về phải là về hướng Long Định, Cây Lậy, Cần Thơ nha anh chị. Còn về trái là về hướng trung tâm thành phố Mỹ Tho. Mình di chuyển chạy khoảng 20 phút là tới anh chị. Rất là gần ha. Cái diện tích đất mình đó là ngang là 25 m, sâu vô là 172 m nha anh chị. Gia chủ khi gửi giá bán chỉ có là 390 triệu một công thôi anh chị. Giá này cũng rất là mềm ha, thích hợp cho cô chú anh chị nào mua đầu tư và về để cất nhà ở hay làm vườn nha anh chị. Còn cái hướng vị trí này nè anh chị, là di chuyển thẳng khoảng 1 km nữa là đụng tới đường cao tốc Trung Lương Mỹ Thuận anh chị. Nó có đường dẫn xuống ha. Nếu mà anh chị đi về đây, mình di chuyển về đây cũng rất là gần ha. Từ cái đó đường cao tốc mình di chuyển vô đất chỉ có là 1 km là tới rồi. Rất là gần nha anh chị. Vị trí đất mình ở đây là ở ấp 3, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Đường vô đất mình là đường 3 m nha anh chị. Ở đây thì mình di chuyển vô chợ Đông Định nè, đó, chợ Đầm Dứa thì mình khoảng 1,5 đến 2 km là tới rồi, cũng rất là thuận tiện cho anh chị đi chợ ha. Ở đây có gần tiện ích cho trường học, ngân hàng, Thế Giới Di Động và nhiều tiện ích khác ha. Thì con cháu mà về đây mình cất cái nhà, có con cháu mình học cũng đi chuyển cũng rất là thuận tiện đó. Rồi, từ cái cầu này là khi mà cầu Kiến Thiết 2 đó, em di chuyển từ cái đường huyện 33 này anh chị vô tới đất luôn á là khoảng 150 m thôi anh chị. Rất là gần nha anh chị. Cầu này cũng rất là to anh chị ơi. Cầu này khoảng là 3 m á, đến 3,5 m á. Này xe ô tô, xe tải qua được nha anh chị. Rồi không để mất thời gian có cô chú và anh chị nữa, em di chuyển vô đất đây. Nếu mà anh chị cô chú nào ở Sài Gòn á, mình di chuyển về tới đất mình luôn á là khoảng 60 km mới tới nha anh chị. Đường cũng khá là rộng ha. Đường này đường đá xanh là khoảng 4 m anh chị. Ở đây có trụ điện nè, điện nước, cáp, wifi đầy đủ hết cho mình nha. Quay trực tiếp cho anh chị xem ha. Nhà cửa khu này cũng khá là nhiều nha anh chị. Đây, nhà cửa rất là đông nha. Rồi, em đã tới vị trí đường di chuyển vô đất nè anh chị. Để em xuống xe em di chuyển vô nha. Đây, nhà rất là đông anh chị ha. Cái đường này đường thông nha anh chị. Cái đường này di chuyển về đường nhựa Kinh Long Ngang về ở Tam Hiệp anh chị. Rồi di chuyển về hướng Tân Phước cũng được. Di chuyển thẳng đường này nha. Nhà cửa rất là đông anh chị ha. Rồi để em quay qua cái đường đi vô đất nè anh chị. Đây cái đường này là mình di chuyển vô khoảng 50 m đổ lại thôi là tới vị trí đất mình nha. Cái đường nước này anh chị thì gia chủ sẽ đắp đặt cống cho mình luôn, bơm cát cho mình luôn. Là mặt bằng là cái đường này là 3 m nha anh chị. Anh chị cũng rất là yên tâm ha. Lúc trước gia chủ cũng kêu giá này cũng cao lắm. Giờ do dịch này tình hình cũng khó khăn nên chủ cần bán gấp cái miếng đất này. Hạ giá chỉ còn có 390 triệu một công thôi anh chị. Giá rất là rẻ rồi anh chị ha. Giá này gia chủ cũng còn thương lượng nha anh chị. Giấy tờ thì gia chủ sẽ bao trọn gói cho anh chị hết luôn ha. Anh chị cũng rất là yên tâm vấn đề về giấy tờ nha. Giấy tờ thì không có thế chấp hay cầm cố ngân hàng gì hết nha anh chị. Thì cái mảnh đất mình đó hiện tại gia chủ trồng rau găm nha anh chị, chỉ đặt một số cây dừa trước thôi. Rau găm khu này ta trồng khá là nhiều ha. Đây, từ vị trí này em đứng nè anh chị, đó tới đất rồi nè đó, ngang qua là 25 m, chiều sâu nó là 172 m nha anh chị. Lên tổng diện tích cái thửa đất mình đó là 4.300 m². Qua wow, đất mình khá đẹp ha anh chị. Đó, hiện tại trời cũng mưa hơi âm găm nên camera nó hơi mờ, trời nó chỉ mưa hơi tối nha xíu nha chị, anh chị thông cảm cho em nha. Cái này đó mình kéo lưới gào anh chị, mình lên bếp rất là đẹp nha anh chị.
Tại khu này thấy có một phòng số là trồng rau găm thôi, còn một số thì trồng dừa với bưởi với mít rất là nhiều nha anh chị. Đó, anh chị cũng thấy trước màn hình mình á, người ta trồng dừa với mít rất là nhiều ha, chỉ còn có mấy clip này trồng rau găm thôi. Em xin nhắc lại cái thửa đất mình đây đó là ngang là 25m, sâu vô là 172m nha. Gia chủ ký gửi giá bán chỉ có là 390 triệu một công thôi anh chị. Giá này còn thương lượng chính chủ. Giấy tờ đó, gia chủ sẽ bao trọn gói hết cho mình nha anh chị. Lên tổng diện tích cái thửa này là 4.300m2. Vị trí đất mình ở đây là ở ấp 3, xã Tam Hiệp, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Từ vị trí đất mình di chuyển ra đường huyện 33 chỉ có là 150m thôi anh chị. Đường vô đất mình đường 3m nha anh chị. Đó, anh chị mua đặt cọc cái miếng này thì ta sẽ đặt cống bơm cát cái đường đi vô 50m. Nãy nãy em di chuyển vô cho anh chị xem trực tiếp đó để anh chị nắm rõ hơn ha. Rồi đến đây kết thúc video. Quý đầu tư và anh chị nào quan tâm miếng đất này thì liên hệ bên em để bên em có người dẫn coi trực tiếp và mình gặp chính chủ luôn ha, để mình thương lượng cái giá cả hợp lý để mình mua đầu tư hay là các nhà ở hay làm vườn và nhiều mục đích khác ha. Bác sĩ Đặc Biệt xin chào và hẹn gặp lại ở phần video tiếp theo. Xin cảm ơn quý đầu tư và anh chị đã quan tâm theo dõi.